thử nhất lên phát một, một lên là kỹ ra. Tại vì hổm rài à. Đó. Muốn nói mới vừa muốn nói là nó nhảy mũi. Tại vì hổm rài là tôi không có chửi. À. Hổm rài tôi không có lên, tôi cà khịa, tôi chửi, tôi chọt cho nên là nó không để ý nữa. Một phát một được cái càng liền. Lên liền. Bây giờ thứ nhất bây giờ bị cái sổ mũi đúng không, bị sổ mũi anh thử nhất thử lấy cái kẹp inox á, cái kẹp mà kẹp bướm á, anh kẹp sổ mũi lại coi cho nó còn chảy nữa không, để mình nhưng mà anh nói sao nói giọng mà kẹp cái lỗ mũi nói nó không phát ra hơi rồi sao nói còn nhẹ giống như mũi kêu rồi sao. Nó nhức đầu từ sáng tới giờ luôn, giờ mới phát nó chiều nó như mới giờ tắm xong nó nhảy mũi, uống viên thuốc vô mà định là ngồi nghe thôi chứ không nói, nhưng mà thấy tung nó lên không được thôi, lên chọt vậy một chút rồi. Dạ tung nè mà thì nói vụ của thằng Đài đó thì dạ. Mình nó đưa cái star test lên á, dạ. Cái mình nhìn dạ. Mình thấy mình nói anh vô đúng là trời đập thôi, anh để nó sổ tùm lum vậy đập nó rồi đó. Tôi ngồi nói chuyện với nhau, tôi với mấy ông này ấy ngồi khịa nhau thì nói là thằng Đài nó bị trời trả báo nghiệp quật đó. Đó là nói theo duy tâm mà nói theo triết học á thì xin lỗi nha, cũng nghe mấy ông già nói, mình nói thêm chút là trong cái sáu cặp phạm trù á thì có cặp nhân quả đó. À, triết học cũng về khoa học nó cũng chứng minh rõ ràng là nhân quả mà. Đó, nó làm quá rồi giờ nghiệp quật nó rồi trời trả báo nó. Rồi ngồi giờ rồi ăn đá xanh chứ không phải ăn củ sắn nữa. Ai không ăn năn nữa. Phải không? Cũng đau chứ, chửi đau bới ghê. Nói gì nói chứ cũng đau đúng không? Ừ. Kênh YouTube mà tới 350.000 lượt đăng ký thì ít ra thì hàng tháng cũng kiếm được chút đúng không? Kiếm được mớ để gọi là nuôi cái bao tử qua ngày. À, bây giờ chơi rồi mới nhốt cái bao tử lại luôn. Cày chưa hả? Nghe nói nếu mà nghe mấy ông kia nói cũng cái kênh YouTube nào hình như là kênh của ông Giang á. Minh Giang hả? Cái gì Minh Giang á? À, Trực Diện TV đúng rồi, ông nói là 250.000 đó, khoảng trên dưới 1.500.000 đó, trên dưới 1.500.000 đô. Trên dưới 1.500.000 đô đóng thế này kia nọ xong rồi chắc sống mua mì tôm ăn rồi với mua ba cái đồ đông gà 2-3 euro gì đó chắc ăn được, sống được với đóng tiền nhà tiền cửa chắc là được. Nhưng mà chơi kiểu này không biết thằng cha nào chơi ác thiệt chứ, mà tôi nghĩ thằng cha chơi ác nhưng mà tôi thấy tôi khoái, tôi cảm ơn thằng cha đó. Cha nào mà báo cáo ai báo cáo á, rồi nó đạp mẹ cái thằng này xuống cho mất mẹ cái nick rồi cái tôi thấy tôi khoái rồi đó. Coi nào do cái tổ xử lý chó thả rông lưu động anh, hồi sáng tôi có coi rồi mà tôi nghĩ hình như chắc cũng gần đâu đó chắc cũng có thể lắm, hay là cái tổ này phải có tổ phải quá sớm rồi đó. Cũng khả năng lắm mà đúng không, mình đâu có biết được đâu, nói chung mình đâu biết được đâu. Mà một mình cái đám thí dụ như cái tổ này, cái tổ mà bắt chó này nè thì bắt chó thả rông này là chắc chưa có đủ áp lực đâu để cho cái tụi YouTube nó không đủ nặng ký đâu, chắc cũng có nhiều tay nữa, nhiều tay cũng đi bắt chó thả rông khe tổ khác, cái đội khác có hy vọng vậy, cũng có thể là do nhà nước, do chính phủ mình, bên ban tuyên giáo tuyên quấn gì đó làm việc với bên cái thằng mà quản lý cái YouTube này nè. Em lại không nghĩ như vậy đâu nhất, bởi vì nếu mà thực sự mà nếu mà bên như anh nói là gọi bên mình tạm cho là chính quyền Việt Nam đi đúng không, bởi vì thực sự nếu mà chính quyền Việt Nam họ muốn can thiệp á thì những thành phần như thế này nó đâu có thể tồn tại bao suốt bao năm qua được đúng không, cũng có lý, không có gì quen đài à, không quen những đài rất là nhiều kênh khác, ví dụ như là Chư Quốc Quy rồi cái đám mà vàng Cali đó, nếu mà họ thật sự họ muốn thì họ để họ làm sự một phát một ba nốt nhạc xong, đâu cần phải để cho tụi nó mà cứ sủa suốt mấy bao nhiêu năm qua đó. Em nghĩ khả năng là không phải, chắc chắn không phải đâu, cái này chắc một cái vấn đề nào đó
liên quan tới một cái nhóm nào đó, hoặc là cũng có khả năng là gì. Anh nhớ trước đây là Tài từng gây cấn với Ngô Kỷ là một này, và cũng BBC nha, cũng đài cũng là cái trang BBC lên tiếng Tài là cái thằng gì lừa đảo bà con Việt Kiều ở ngoại gì đó, đúng không? Thì biết đâu đó, đó là những thành phần bên đó, là tức là họ thấy là cái thằng Tài là có loại vô dụng, chỉ đánh tục nó phết rồi lên là chọc máy là không giống ai đánh. Cái điểm này nè là cũng có cái trùng với suy nghĩ của tôi, bởi vì nó chẳng qua cái loại cắt ké mà nó nói vậy, chứ mình thấy trong cái số 250-350 ngàn mà người Super Eye đó, 350 ngàn Super Eye đó, đâu phải là ai cũng ủng hộ nó đâu, đúng không? Mà đại đa số là vô thấy tin của nó, anh theo là nó nói là lên, có nhiều người họ chửi cũng dữ lắm. Nó nhưng mà càng chửi nó cũng khoái, miễn có người theo dõi chửi nó vô comment này cái nọ thì nó coi như là cái kênh nó có càng tăng người xem thì nó càng mừng, càng ai vô comment nhiều thì tiền nó được nhiều thôi. Đó, thì tôi nghĩ là cái chuyện này tuổi này cỡ mấy thằng cóc ké này nó không có đủ cái khả năng, nó không có trình độ năng lực để mà nó đánh phá đâu, chẳng qua nó được gọi là mấy ông mình hay gọi là chống cộng kiếm cơm á, nó chửi đó, chứ còn nó không đủ khả năng để mà nó cái kinh của nó không đủ sức để lật đổ chính quyền này đâu, nó không thể thu hút được nhiều người, theo như tôi biết là nhiều người lên chửi nó dữ lắm. Thằng này nó chả là cái gì đâu, còn mấy thằng như thằng Trương Quốc Quy thì mấy thằng đó thì thôi để nghe cho vui mà, chứ nó chả làm gì được đâu. Còn cái điều này rồi, tôi thấy không? Nói đó, bây giờ cái tập của thằng Đài thì nó là cái dạng nào anh em mình rõ rồi. Nói như nói gì, nghe những cái kênh lớn mà từ xưa đến giờ, ví dụ như VOA nè, RFA nè, BBC đó, mọi người vào thử cũng toàn là người dân trong nước, họ phản ứng rất là mạnh, và họ thậm chí là cứ cái đám đó mà nó ra cái chủ đề gì là y rằng là người dân trong nước họ chơi Facebook, chỉ cần người dân họ lên họ phản biện, họ đập lại thôi là tụi nó cũng đủ tiêu rồi, đúng không? Đúng rồi. Chứ còn Tài là cái tụi gì vẫn không được, Trung ơi sao kỳ đó, kêu nó mở Messenger ra, kêu nó mở Messenger ra nói em thử mời trực tiếp lần nữa lên được không được, không thể tham gia, không thể mời người này gì đó. Phá làng quá sớm dữ. Bữa nó bị đâu và dính 3-4 cái báo cáo gì rồi. Anh cũng mới vừa bị cảnh cáo nè, anh có lên anh chọt nè, anh lên chọt anh cảnh cáo anh nè. Em đã cảnh báo nó lâu rồi, em nói thôi, ông có nóng gì thì nóng, ông có đi gặp mấy thằng bao que giỏi lá gì thôi, cãi nó đi. Đừng có vào mà nó chửi nó làm gì, chửi nó là nó bức ông á. Dân bán thịt bò mà nó cũng cái nặng ký dữ ha, lời nói con nặng ký dữ à. Đám bên kia nó báo cáo tùm lum hết trơn, anh cũng bị cảnh cáo nữa, 2 lần. Cách đây chừng 3-4 ngày bị cảnh cáo nữa. Thôi đang thêm á Trung. Nó rồi kia lên được chưa? Thở cái sắt á. Chớp. Mở mắt lên đi, mở mắt lên cho vui, ăn mình đàm luận rồi cho nó vui. Chứ còn có hai anh em mình nói qua nói lại hoài không có gì ép phê đó. Mà bị mấy cái chuyện này mình không nói thì người ta cũng đã biết hết trơn rồi. Nói chung là dân bà con mình đây cũng nắm rõ là thằng Nguyễn Văn Đài là thằng nào, Trương Quốc Quy là thằng nào, toàn ba xạo chống cộng kiếm cơm, chứ còn đâu có năng lực mẹ gì đâu. Cỡ như cốc ké như tụi mình nha, trình độ văn hóa, trình độ chính trị, nhận thức chính trị không bao nhiêu mà còn biết được thủ đoạn âm mưu của nó hết rồi, còn nói gì với lực lượng an ninh, nói gì cái mà bên ban tuyên giáo trung ương, phải không? Đã rành hết cả mình ấy còn nắm được điều anh em mình cuối tuần không biết gì làm, lên đàm luận, đưa mấy cái đề tài này đàm luận cho nó đỡ trống vắng, phải không? Thực ra thì nếu mà nó đề tài thì cũng có vài vấn đề, vài đề tài nhưng mà em đồng ý với anh đó, ví dụ như là nó đầy đủ người chúng ta đổi thì nó sẽ hay hơn, ta nhiều cái vấn đề hơn.
Đúng rồi, mổ xẻ thì nó hay hơn, nhiều người mổ xẻ nó hay hơn. Vừa rồi thì anh biết rồi, cô Hồng à, về cái vấn đề liên quan tới cái vụ đường lưỡi bò đó. Có, nên, anh có nghe. Chú ý đúng không? Thì đó, qua câu chuyện đó thì tôi cũng nảy sinh ra nhiều cái quan điểm. Đó, nhiều quan điểm mà cá nhân em thì em thấy có cái điều gì đó là tức là em đặt vấn đề, em đang đặt vấn đề về những cái trang á, hay là chúng ta gọi là fanpage lớn á, có sức ảnh hưởng á, tức là cái lượt theo dõi rất là đông á. Đúng rồi, quan điểm cái nhìn nhận bởi vì rồi giờ tới nó chọt chú mày nữa sao mà nghe khạc nữa. Anh nghe không rõ hả? Nó khạc nghe không rõ, không phải là cái máy của anh đâu, không phải là điện thoại của anh mà nó nói nó lát nó khạc làm giống như là cái micro để sát bên cái âm ly, cái loa nó giọng tiếng nó khẹt nó hú, cái này nó không hú mà nó khẹt coi chừng bị phá nữa đó. Ừ, cái kinh của mình bây giờ thì được rồi, hồi nãy nó khẹt coi chừng nó phá mình nữa. Cái kinh này hình vậy là chứng tỏ là kinh này có giá trị chứ, thì chứng tỏ kinh mình có giá trị dữ lắm đó.